gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn luôn thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh dần hơn cũng chẳng qua, vì dẫu đi hết đường đời không nơi nào bằng nhà. Yeah. Đời đang vui tự dưng phải có em thay cha nuôi. Giờ đời con xui không biết phải nói sao cho hết rồi. Ngày nhõng nhẽo xong rồi lại còn thêm cái tật mày nheo. Đời con khúc này xong rồi kiếp trước con nợ kiếp này nó theo. Nó quậy nó phá nó như bà má nó không giống con người ta. Con sợ nó quá không tin luôn á, chắc phải quỳ gối thì nó mới tha. Tam nam bất phú thêm nữ giàu ú ú. Mà con thấy đời con không giống như lời các cụ. Sống chung anh em một nhà vui không ít cũng nhiều buồn đau. Mỗi người một tính cách mà giống như vách nhà vô hình cách nhau. 10 vạn câu hỏi vì sao em gái con hỏi khó lường. Câu hỏi khó nhất làm sao để ta nói lời yêu thương. Sẵn sàng buông lời sắc mỏng làm đau những người ta thương, để rồi tiếc rẻ lời mở lòng không dám soi mình ở trong gương. Tranh luận rồi tới cãi vã như bữa cơm ta ăn trong nhà, và sau bài học đắt giá nụ cười thay những lần có mày mà. Có đôi khi gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn yêu thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh dần hờn cùng chóng qua, vì dẫu đi hết đường đời không nơi nào bằng nhà. Nhức răng quá. Nhức cái gì mà nhức mà. Để cho người ta giao lưu chút xíu. Xinh quá à. Cô tên gì vậy? Tên gì? Không có nói chuyện. Biết cô ta không? Không. Em cũng không biết. Muốn biết không? Muốn. Đứng lên đi. Ôi sao nãy giờ không nói. Không biết sao nghe nó khó. Đẹp. Đẹp. Ai đẹp? Này. Này. Ồ, cái túi sách dễ thương quá. Trời ơi, sao mà cứ cái tính này hoài không bỏ vậy hả? Cái gì vậy? Trong đôi mắt anh em là tất cả, phải nhớ cái lời thầy đó đi. Rung cái gì mà rung biết hả? Nói nghe nè, hồi nãy giờ đánh banh họ phấn rồi đó, giao lưu nhẹ với nhau cái đi nè. Tội nghiệp, đẹp mà bị câm. Thà vậy đi, cứ nói được mà xấu, cứ làm được. Nói ai hả? Ui da nhéo sao đau quá, nhéo đau quá. Ông là bộ hả? Ông là bộ ngồi ông đĩa con ta hả? Ông lên đây, Nhéo đau quá, ui da. Tôi rành ông quá. À, con xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Tại nãy giờ anh em con có chuyện riêng muốn nói với nhau. Ai vậy? Ai vậy? Dạ, con xin giới thiệu với cô chú. Đây là em ruột của mẹ bé Su. À. Là dì của bé Su. Tên là dì Két. Dì Két. Dì Két. Nói nghe. Mê gái quá. Ủa tôi làm gì đâu mê gái, bà này sao bà bị ghen, làm như ghen bà lập trình hay sao cho trời. Hả? Nè, dì bé Su á, thấy dễ thương không? Đẹp không? Ừ. Chứ không phải dì dâu sống quắc thi gốm. Nói ai? Ừ? Nói ai thì phải nói cho rõ ràng, tôi biết á, tôi nhột quá nha. Dì gần nhà mình đó, dì gì đó mà giờ dọn nhà đi rồi. Dạ, à, xin giới thiệu dì Két. Đây là cô chú hàng xóm. À, xin chào. Vợ tôi tên Lan, tôi tên Ban, hân hạnh được biết. Vì Két. Bắt tay giùm cho. Thái độ rất ư là xem thường chúng ta. À, tôi cho cô biết nha, tại vì ghép chung với tình tên là Lan Ban, chứ thật ra chúng tôi là những người hết sức đàng hoàng và đứng đắn, đúng không mình? Biết rồi. Mà gì là gì của bé Su rồi sao rồi? Giờ này mới hiện hồn ra vậy? Hiện, xuất sao hiện. Xuất hiện. Ừ. À, tại vì tôi ở bên Mỹ. Lúc mà mẹ bé Su mất á, thì tôi cũng đang bệnh nặng lắm. Bệnh gì á? Tội nghiệp quá vậy? Bệnh. Đem về nuôi đi. Sao ngay từ đầu dì không có giới thiệu với mọi người dì là dì Két luôn? Là dì của bé Su luôn?
thì tôi muốn biết là những người đang nuôi cháu của tôi là người như thế nào. Rất là tốt. Mà không chỉ tốt bình thường đâu, mà phải dùng cái từ đúng là rất rất tốt. Bởi vì anh em Huy đã chăm sóc bé Su hết lòng. Mặc dù ba anh em đó là ba tính cách khác nhau, nhưng mà có một cái điểm chung là thương em gái vô bờ bến. Điều này tôi có thể làm chứng. Không tin hỏi chồng tôi đi, đúng không Bền? Ba đứa này nó thương bé Su tốt lắm. Trời ơi, nó nuôi kỹ lắm, nuôi thương tốt. Chỉ có nó làm lạc mấy lần thôi. Không giỡn. Ông lên đi lại làm lạc tôi mấy lần á. Dạ tốt lắm luôn á gì. Phải cần thêm thời gian thì sẽ biết được là có tốt hay là không tốt. Lần này tôi về Việt Nam cũng một thời gian khá lâu. Su nè, bây giờ Su sẽ dắt chị Khét đi lên phòng Su nè, để coi là mọi người có chăm sóc Su tốt như là mọi người nói với chị Khét không ha. Dạ. Thôi để tôi dắt cho, để tôi dắt cho. Ai mượn, ông dắt tôi nè, dắt đi. Thôi, mình đi ha. Dạ. Đi ha Su. Thấy sao? Con dạ. Thấy cái kiểu này thấy không ổn nghe con. Có cái gì đó nghi ngờ hoặc là không tin tưởng gì con với lại mấy em của con. Chính xác. Mới gặp mà thấy khó ăn như vậy rồi, gặp nữa bắt nghẹn chết. Có vấn đề đó. Cẩn thận. Đúng rồi, chúng ta phải cẩn thận với những người đàn bà đẹp. Tại vì những người đàn bà đẹp, ngoài cái đẹp bên ngoài, nhưng mà bên trong làm sao ai biết. Gì? Đẹp bên ngoài bên trong sao? Tôi nói là cẩn thận cái bà đó. Còn tôi là một người phụ nữ đẹp cả trong lẫn ngoài, ai cũng biết. Ngưỡng mộ gia đình bé Su luôn. Bé Su có một người dì thiệt là tên tuổi, một siêu mẫu nổi tiếng ở trên thế giới. Cô Lan sai rồi. Dì con tên là Khét chứ không phải tên là tuổi. Ý của cô Lan nói á, là dì Khét của Su á, có tên mà không có tuổi. Ủa lộn. Ý của cô Lan nói á, là dì Khét của Su á, là có tuổi á, mà chưa có tên. Hả? Dạ. Mình bớt ngưỡng mộ lại để đỡ sụp đổ thần tượng. Ai biết nè. Ủa Su, dì Khét á tên là Khét, vậy thì mẹ của bé Su tên giờ là gì? Khét là bánh, không lẽ bây giờ mẹ bé Su tên là kẹo candy? Trời ơi, Bella này quê mùa, không có biết suy nghĩ gì hết trơn á. Ai mà tên kẹo tên xấu quắc vậy? Ủa chứ tên gì? Dì của bé Su á tên là Khét và là Khay. Mẹ của bé Siêu phải tên là Củi, cây củi. Cây củi luôn, dễ nhín như vậy. Trời, dễ nhớ quá đúng không? Đâu phải đâu cô Lan. Ủa sai chưa hả? Chị chứ tên gì? Nhưng mà Su nói mọi người đừng có chọc quê Su nha. Ừ, nói đi. Dạ là Nậm. Nậm? Nậm. Ai bánh Nậm không? Yes. Anh cũng đừng có chọc Su nữa. Anh lớn rồi mà chơi kỳ quá. Ủa gì kỳ? Anh có nói gì Su đâu kỳ. Thì con nói bánh Nậm. Ờ. Trời nè, bánh Nậm nè. Bánh Nậm thiệt nè Su. Ăn đi. Ủa sao tự nhiên mua bánh Nậm cho ăn vậy? Thì thấy cô bán bánh Nậm, cô bán còn mấy cái ế mua ủng hộ thôi à. Trời ơi, đang thèm luôn á, có bánh ăn. Yeah. Trời nhìn kìa, ngon dữ vậy trời. Rồi bây giờ mà có cái bánh Nậm ăn sướng biết bao nhiêu, chảy nước miếng thiệt á. Ôi mua đâu ra vậy? Thank you.
thèm lắm hả? Thèm gì? Thèm bánh. Không lấy thèm đô la. Nói gì vậy? Em đang ngóng xu. Xu sao lâu quá đi chưa về. Ờ. Nhắc mới nhớ. Để anh vô lấy điện thoại gọi gì kết coi. Sao giờ này chưa đưa xu về nữa? Lựa lời nói nha anh Huy. Đi nhiều chuyện không? Sao mệt quá, sao mệt quá. Anh Huy. Không nhìn nữa, chóng mặt quá. Anh sao á, bé Xu nó đi với gì khác thôi mà. Chứ không phải nó đi đâu tầm bậy tầm bạ đâu mà anh cứ nôn nao quá vậy. Hay là anh đang lo lắng là tại vì bé Xu không đu theo anh nữa đúng không? Anh Huy, đừng có lo lắng bồn chồn đi tới đi lui nữa, không giải quyết được vấn đề gì đâu. Bé Xu á, thì chắc chắn là em của anh rồi, cho nên sẽ không mất bé Xu đâu, đừng có lo. Còn nếu mà bây giờ anh cảm thấy căng thẳng quá thì thôi em sẽ hát anh nghe một bài. Đừng em. Vậy? Đừng có gọi nữa, chừng nào biết Xu về thì về thôi. Có gì? Hello everyone. Về rồi nè. Trời ơi, bữa nay nhìn Xu sành điệu quá nha. Đi chị coi. Ủa, cái gì vậy? Đây, đồ của Xu. Trời ơi. Trời ơi, toàn là đồ mắc tiền không vậy? Đừng có dành của Xu nha. Sao mặc dựa? Điên à? Xu, cái váy đẹp đó, nhưng mà già quá à, không có hợp với em. Hơn nữa, đâu có đi diễn thời trang đâu mà cái này. Lên chợ thay đồ đi. Xu không có thay đồ đâu, dì khác mua cho Xu mà. Đúng rồi, cháu của tôi thích mặc cái gì miễn như vậy, đẹp là được. Đây mới là thời thượng nè, chứ không phải là quê mùa con nít như ở đây. Đúng không Xu? I want it. Trời. Xu cầm gì trên tay vậy? Phải là điện thoại mới nhất bây giờ không hả? Cho chị mượn cái nha. Trời ơi, cái này cái loại mà nạm vàng á đúng không? Ôi, cái điện thoại này là mới nhất nè anh Huy. Nhà mình chưa ai có luôn á. Luôn á. Ôi, cái chơi sang thiệt á, tôi mượn tôi có. Ê. Nó vàng nặng quá. Trời ơi, tính ra bây giờ Xu sành điệu nhất trong gia đình này rồi đó nha. Dì Kết, sao dì lại mua cho Xu điện thoại đắt tiền vậy? Xu, trả nó cho dì đi. Ủa, mắc cái gì mà phải trả? Con nít bây giờ có đứa nào mà không xài điện thoại đâu, đúng không mọi người? Còn cái này á, tôi mua cho Xu là để Xu thường xuyên liên lạc với tôi. Hai dì cháu thường xuyên liên lạc với nhau. À, hay là mấy người có ý gì không muốn tôi liên lạc với cháu tôi đúng không? Con không có ý gì hết. Nhưng bé Xu nó còn nhỏ, cầm một cái đồ giá trị như vậy ra đường rất là nguy hiểm. À, nếu mà nguy hiểm thôi mình xài ở nhà thôi ha. Đừng có đem ra đường nghe. Nhưng mà dì cứ chiều chuộng bé Xu như vậy là bé Xu nó hư đó. Trời ơi, hư mốt mình dạy nó lại được mà. Nói cái gì vậy? Thôi đi, tôi thấy cậu đang cố tình kiếm chuyện với tôi thì có. Chỉ có một cái điện thoại thôi, không có cái gì mà hư hết trơn á. Tôi đã nói rồi, cháu của tôi muốn cái gì là tôi phải mua cho bằng được. Mà tôi thấy á, cậu hay bị làm quá quá. Cậu khó tính giống như là mấy người ở dưới quê vậy đó. Khách ơi, dì Khách chụp hình với con nha. Ok. Thôi vui vẻ, nhà cửa mình vui vẻ với nhau mà. Xu, cho chị chụp với. Trời ơi, điện thoại gì lên hình đẹp vậy? Xin lỗi. Cho mình chơi với. Điện thoại có Xu mà. Để Xu chơi cho. Cho mình chơi một chút thôi. Đã bảo là đây là điện thoại của Xu. Trò chơi đang nghe cứng mà. Nè, cô Lan thấy nha, hai đứa chơi game lâu lắm rồi đó.
còn nhỏ mà mình cứ chơi game hoài á hả, sau này lớn lên á nhìn đời qua hai mảnh ve chai. Ủa, nhìn đời qua hai mảnh ve chai là gì vậy cô Lan? Là con mắt á mình bị cận thị đó, biết chưa? Học hỏi cô Lan đi, hồi nhỏ hả cô Lan thích chơi nhảy dây thôi, không có chơi game, cho nên á con mắt cô Lan á rất là tốt, biết không? Dạ. Thôi đưa đây, cô Lan tịch thu cái máy. Thôi, để sư giữ cho, sư sẽ không chơi nữa đâu. Hứa nha. Dạ. Mà cô Lan ơi, cô Lan cho con ăn bánh nha. Chuyện nhỏ, mời sư. Cho con nữa. Con là bạn của sư hả? Dạ. Mời con luôn. Nè. Khóa luôn rồi hả? Vậy giờ sao giờ trời? Sao rồi em? Đau quá. Rồi có tìm được không? Tìm khắp ở bên nhà của cô Lan rồi mà không có thấy. Thế này cô Lan nói á, cái người khách đó là khách Vãng Lai, rồi sau cái người đó là còn mấy người nữa. Mà vấn đề bây giờ mình không biết họ là ai để mà hỏi hết á. Thấy chưa Su? Mất điện thoại rồi thấy chưa? Su có làm mất đâu, chỉ là để quên xong chưa tìm thấy thôi. Còn nói cái điều bỏ nữa hả? Đúng rồi đó Su, mình đang sai mà Su. Nói vậy là hổ mới Su. Hai điều đó đâu khác nhau đâu. Thôi mà đi lên đây. Đi lên phòng nhanh. Huy. Đi. Cái gì từ từ nói mà Huy. Đứng lại. Gì cái? Su. Cậu định làm gì cháu tôi? Bé Su làm mất điện thoại thì phải phạt chứ sao gì? Chết rồi. Mất có một cái điện thoại mà phạt. Mất điện thoại thì tôi sẽ mua điện thoại khác cho cháu tôi. Chết luôn. Su, con đừng có sợ gì hết á. Dì Kết sẽ dắt con đi mua điện thoại mới ha. Dạ. Dì Kết, cứ mất rồi bỏ một cái mới thì bé Su nó ỉ lại, nó sẽ không biết giữ gìn đồ đạc của mình đâu. Con nghĩ cách giáo dục thì không ổn đâu gì. Cậu nghĩ cái gì? Cháu tôi chỉ mới sai có một lần thôi mà cậu làm quá lên. Su nó muốn cái gì thì tôi nhất định phải cho nó cái đó cho bằng được. Mình đi thôi Su ha. Dạ. Đi mua điện thoại nè. Thôi. Ủa, dạy cháu kiểu này là chết rồi. Con tội nghiệp chưa kìa. Giống như bây giờ bé Su có hai người mẹ vậy đó. Đây mẹ ghẻ, đó mẹ ruột. Đi vô nhà. Anh đâu làm mất điện thoại. Đi vô. Tôi không có làm mất điện thoại. Đứng ngoài này nắng, đi vô. Hư quá trời hư rồi. Giờ này mà ngủ gì nữa. Chưa trời chưa chật rồi nè. Dậy đi. Nhưng mà sao muốn ngủ? Kiểu này là chơi điện thoại cả đêm qua nè. Nè, em mà không dậy á là anh thủ tiêu cái điện thoại luôn đó. Anh sang không chơi kìa. Sao anh không la đi? Trời ơi, còn nói cái kiểu đó nữa hả? Ngồi dậy nhanh lên. Hôm nay học đâu ra cái tính gì vậy? Ủa sao em nghe cô Lan nói là cái điện thoại của bé Su bị mất rồi mà. Mới mua cái mới nữa đó. Em thấy phong phí ghê không? Ai mua? Dì Kết đó chứ ai? Trời ơi, lại là dì Kết. Dậy đi, rửa mặt đi. Anh Huy nấu cơm xong rồi kìa. Không ăn cơm đâu, tôi chỉ muốn ăn pizza thôi. Nè, pizza là thức ăn nhanh. Su ăn nhiều quá không có tốt cho sức khỏe đâu. Hơn nữa, Su ăn uống phải healthy. Hôm qua mới ăn hamburger với dì Kết rồi. Hôm nay còn ăn pizza. Trời ơi, cái mặt kìa, cái mặt kìa.
Trời, cái mặt khinh khỉnh y hệt gì kết luôn á. Nè, không có kiểu đó với tôi nghe chưa? Tôi có biết lúc mà tụi anh còn nhỏ, mỗi ngày tụi anh chỉ ước ao có được một cái quả trứng luộc, rồi tụi anh ăn thôi là tụi anh vui lắm rồi. Còn bây giờ em biết bao nhiêu đồ ngon mà vẫn cứ đòi ăn cái món mình thích. Hư lắm biết không? Nửa cái mặt nữa kìa. Đó, đó. Bớt đi nha, nha. Bớt chơi với dì két đi nha. Cái mặt như con két. Nói gì á? Nó làm cái mặt kìa. Anh nhìn nè. Nghe anh Sang nói chưa? Nhưng mà hồi nhỏ em chưa sinh ra sao em biết? Trời ơi, nói tới đâu trả lời tới đó luôn à. Chơi gì két riết vậy luôn á. Nè, bây giờ anh cho em hai lựa chọn. Một là ra ăn cơm, hai là ăn đòn. Không có ăn pizza. Nghe chưa Su? Đi qua ăn cơm. Anh cấm ăn pizza. Su ơi, dì két tới rồi nè. Thùng cái cọc. I want it. Con muốn ăn pizza. À, Su muốn ăn pizza. Vậy thì bây giờ dì két sẽ order pizza ngon nhất cho Su, chịu không? Dạ chịu. Nè, cậu nhìn tôi cái gì? À, cậu định dạy tôi là phải như thế này như thế kia đúng không? Đây là cháu của tôi muốn dạy như thế nào là chuyện của tôi. Anh Huy là đồ xấu xa, Su không có thương anh Huy nữa đâu. Chỉ có dì két mới thương Su thôi. Su ngoan quá. Su, bây giờ nè, Su đi lên đánh răng, súc miệng, xong rồi dì két sẽ order một phần pizza thiệt là to và thiệt là ngon cho Su, chịu không? Dạ chịu. Yeah. Hôn một cái nữa nè. Trời ơi, thương quá à. Bây giờ hai dì cháu mình đi lên phòng ha. Dạ. Trời ơi. Em ơi. Trời, từ khi nào mà Su thay đổi như vậy em? Hư rồi, hư một con người rồi. Còn em nữa, bớt chơi điện thoại ra đi nha. Bé Su nó cũng nhìn thấy rồi đó. Qua ăn cơm đi kìa. Anh không hiểu, em phải dành ăn với Su, để cho Su ăn ít lại thôi. Ba cái đồ pizza đó ăn không heo thì. Anh đồng ý không? Anh thấy hợp lý không? Em đi nha. Đi ăn đi. Đi nè. Ví dụ mình á. Ăn đi. Qua đây khi gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn luôn thương nhau vậy mà. Em đang làm gì vậy? Em không muốn mẹ mọi người giận em. Cạnh, dần hơn cũng chóng qua vì dấu đi. Em cảm xúc lại. Ôi, Su nó quay đầu rồi mấy đứa ơi. Em biết chắc chắn ba em sẽ không có nhu cầu lên đi thăm em đâu. Ba nói ba nhớ con. Không liên quan tới con không có nghe gì đó, chú có thể buông con ra được không? Con nghe lời chú đi Vinh. Con đó, buông con ra, đã nói chuyện không liên quan tới con rồi.